ngày 1 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đơn vị đã bắt giữ nữ nghi can giết người cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức. Trước đó, trưa ngày 30 tháng 9, một số người đi ăn trưa về đến bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện một người phụ nữ, 26 tuổi, ngụ tỉnh Long An, nằm chết cạnh vũng máu nên báo công an. Trích xuất camera an ninh, công an xác định có người phụ nữ chở nạn nhân bằng xe máy tới khu vực trên rồi dùng hung khí sát hại. Gây án xong, nghi can tẩu thoát. Qua truy xét, tối ngày 30 tháng 9, công an đã bắt giữ được nghi can và bước đầu xác định đối tượng sát hại nạn nhân để cướp tiền, nữ trang và điện thoại.